Chào bạn, bạn tên là gì và bạn có đang công tác trong lĩnh vực dược không? Mình tên là Nguyễn Minh Trí và mình đang công tác trong lĩnh vực dược và đang công tác trong lĩnh vực marketing của Thế và bạn sau khi mà tham dự học viện MLP trong Sài Gòn thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Thì đối với một quản lý sản phẩm thì việc trau dồi kiến thức thì rất là quan trọng. Mình đã tham gia khá là nhiều các chương trình về marketing dược thì mình đánh giá rất cao chương trình này, vì trong chương trình này mình được tiếp xúc rất là nhiều, tiếp xúc và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ cô. Khi mà cô đã chia sẻ những cái chiến dịch và những cái thông tin, những cái hoạt động cô đã từng làm cho các launching, relaunching các sản phẩm cô đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Thế nếu mà trong tương lai mà học viện có mở khoa học khác trong Sài Gòn thì bạn có sẵn sàng tham dự không? Nếu như trong tương lai học viện mở thêm những khóa học khác, ví dụ như là về content về dược phẩm hay là digital journal về dược phẩm thì mình rất là sẵn lòng và rất là thích khi tham dự những khóa học như vậy. Cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị thành công trong công việc.